Với anh chị Josh và Miên cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho anh chị một căn nhà mái ấm để cùng chia sẻ với nhau trong đời sống gia đình. Giờ đây chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trong tâm hồn chúng ta, đặc biệt là trong căn nhà này. Chúa Thánh Thần mang lửa ánh sáng tình yêu đến cho mọi người trong chúng ta, để trong cuộc sống chúng ta sự ấm nhau bằng tình yêu, chứ không phải bằng những lời nói đau khổ nhau, mà bằng sự lời nói yêu thương ngọt ngào, để cho căn nhà này luôn luôn được hạnh phúc. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thâm thiết hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho Lạy Thiên Chúa Cha toàn năng và hằng có đời đời, xin nghe lời chúng con cầu nguyện và rồng tay thi ân giang phúc, cùng sai các thiên thần Chúa từ trời xuống để căn chừng bên đỡ bảo vệ gìn giữ và chở che tất cả những ai ở trong ngôi nhà này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng ta lắng nghe lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúa Giêsu. Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giêsu vào làng kia, có một người phụ nữ tên là Martha đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Martha thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: Thưa thầy, em con để mình con phục vụ. Ta thường quan niệm khi mời cha tới làm phép nhà là để đuổi quỷ ra khỏi nhà này. Quan niệm đó là có đúng. Khi chúng ta làm phép nhà, chúng ta mời Chúa vào ở trong căn nhà này. Đó là điều quan trọng. Và Thiên Chúa chính là vị thường khách ở với chúng ta 7 ngày một tuần, 24 giờ một ngày. Như cái ngôi sao làm, các ngôi sao, các ngày hôm nay những nhà chiêm tinh đi tìm ngôi sao lạ là đi tìm Chúa. Hôm nay chúng ta mời Chúa vào, chính là ngôi sao lạ sẽ chiếu và hướng dẫn tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta. Một người có biết tôn trọng khách là phải nói chuyện với khách. Chúng ta mời Chúa vào đây, Chúa ở lì chứ không bao giờ đi hết. Cho nên trách nhiệm một người Kitô hữu, chúng ta phải nói chuyện với Chúa một ngày hai lần là kinh sáng kinh tối. Chúa ánh sáng, Chúa soi chúng ta, có Chúa thì có bình an, có hạnh phúc, không có Chúa các ngươi không làm gì được. Đó cho nên chúng ta quy tụ nhau đây để chúng ta cảm tạ ơn Chúa, mặc dù chúng ta tội lỗi, chúng ta bất xứng, nhưng Chúa muốn ở lại trong căn nhà này. So talking together today to pray and we ask God to be with you in this house. So he is the guest, important guest for you. You and me need to pray together, morning prayer, evening prayer. When you prepare yourself for the new day, you offer your new day to God. He always protect you, love you, and care for you. So never forget Jesus, right? He is the light. So chúng ta cảm tạ ơn Chúa, chúng ta tiếp tục cầu nguyện, xin Thiên Chúa chúc lành cho căn nhà này, xin Chúa ở lại trong tâm hồn của Josh, của Miên và cho những đứa con tương lai. Để trong cuộc sống này có Chúa, chúng ta có hạnh phúc, chúng ta có bình an. Nhưng ngày hôm nay chúng ta học các nhà đạo sĩ đi tìm Chúa. Chúng ta không dâng cho Chúa vàng, dụ ước, mọc nghiệp. Chúng ta dâng cho Chúa con tim của mình và cho Ngài tự do để Ngài hoạt động, Ngài bảo vệ và Ngài hướng dẫn chúng ta. Đó là cái niềm hạnh phúc nhất và cái mục đích của chúng ta làm các nhà hôm nay. Cho nên chúng ta tiếp tục cầu xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Và giờ đây cha sẽ làm phép cửa ra vào trước ha. Anh chị em lắng nghe cái lời này rất là hay để chúng ta theo dõi.
Lòng phép cửa ra vào lạy Thiên Chúa là Cha nhân ái, nhờ vào mầu nhiệm thập thể của Đức Kitô, Con một Chúa, Ngài đã mở cửa nước trời cho chúng ta được vào. Xin Chúa chức lành cho cửa này để ngang qua nó. Không có một sự gì nào có thể vào trong căn nhà này và nhờ đó luôn được mở rộng cho tất cả những ai đến thăm vì danh thánh Chúa và ngay cả cho những người đang cần sự giúp đỡ của đang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giờ cha làm phép cùng khắc. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa muốn mọi người sống chung với nhau trong mái ấm gia đình. Xin Chúa chúc lành cho phòng khách này, là nơi gia đình thường xung vầy với nhau. Ước mong mọi phần tử trong gia đình luôn tìm thấy bình an và sự thoải mái nơi đây, cho họ biết vui sống thuần hòa trong tình yêu thương, và cho các thân hữu bạn bè của họ cũng tìm thấy nơi đây nguồn hoang lạc và ra đi trong hân hoan. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa Cha toàn năng hằng hữu, xin thêm chức lành truyền thánh giá này là dấu chỉ nhắc nhở chúng con rằng con Chúa đã chịu chết để cứu chuộc chúng con khỏi án phạt đời đời. Xin cho mọi người trong gia đình một khi nhìn lên tường thánh giá này tìm thấy ở đó dấu chỉ cày trong nguồn trợ lực đức tin cho họ, hầu giúp họ biết dõi theo đường lối Chúa Giêsu đã vạch ra. Xin cho họ tìm thấy nguồn an ủi trong cơn thử thách, nơi trú ẩn an toàn những lúc gian nguy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Sáng nước Cha chỉ đến, như Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Kính mừng Maria đầy ơn. Anh chị em thân mến, chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa vì những ơn lành Ngài đã khấn ban cho gia đình trong dịp này. Từ nay ngôi nhà này hoàn toàn được dâng hiến cho Thiên Chúa, đứng luôn yêu thương lo lắng mọi sự. Chúa Kitô là đứng bảo vệ, đứng đặt xuống thế làm người chịu chết trên thập giá vì chúng ta. Xin cho mọi người sống trong căn nhà này được tìm thấy tình yêu bên Chúa và luôn luôn trung thành với Ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho tất cả anh chị em và ở cùng cha. Amen. Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa.